Chào mừng các em đến với kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin giảng các em toán lớp 4 sức cánh diệu. Trong lúc xem bài giảng, Huyền Liêm có phát giới hiệu. Các em sẽ ấn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay, mình sắp bài 35 bài luyện tập trang 83. Trước mình sẽ làm câu số 1. Câu A, người ta kêu mình tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Biểu thức nhất là 5 nhân cho mở ngoặc 4 cộng 3. Biểu thức 2 là 5 nhân 4 cộng cho 5 nhân 3. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính hai biểu thức này, sau đó mình so sánh giá trị của chúng xem có bằng nhau hay không. Giờ mình sẽ làm phía dưới này nha. Bài làm của mình. Câu A trước này. Mình sẽ tính biểu thức bên trái 5 nhân cho mở ngoặc 4 cộng 3. Giờ mình sẽ tính trong ngoặc trước như số 5 giống nhau mình xếp lại. 4 cộng 3 bằng 7, viết số 7 xuống dòng 3. Như vậy 5 nhân 7 sẽ bằng 35. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ tính biểu thức bên phải được. 5 nhân 4 cộng cho 5 nhân 3. Trong biểu thức mình thấy là có phép nhân phép cộng thì các em nhớ là mình thực hiện hai phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau. 5 nhân 4 bằng 20. Dấu cộng viết lại. 5 nhân cho 3 là 15. Xuống dòng 3. Như vậy 20 cộng 15. Như vậy 20 cộng 10 là 30. 30 cộng 5 là 35. Mình thấy là biểu thức bên trái cũng là bằng 35. Biểu thức của bên phải cũng bằng 35. Như là hai biểu thức này sẽ có giá trị bằng nhau. Đúng. Như vậy mình kết luận là vậy. Nhân cho 4 cộng 3 sẽ bằng 5 nhân cho 4 cộng cho 5 nhân cho 3. Hai biểu thức sẽ có giá trị bằng nhau. Đúng này. Giờ như giờ mình xong câu A, mình sẽ đến câu B. Câu B thì mình sẽ thảo luận nội dung như sau. Thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa. Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng do cộng kết quả với nhau. Như vậy mình khi nhân một số này, khi nhân một số với một tổng, thì mình có thể lấy số đó nhân cho từng số hàng, sau đó cộng lại với nhau. Đúng rồi. Đây, ví dụ 5 nhân cho một tổng là 4 cộng 3, thì mình sẽ lấy 5 nhân cho từng số hàng cho cộng lại là cho kết quả. Đúng rồi. Như là khi nhân một số một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng do cộng kết quả của nhau. Tiếp theo là khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hàng của tổng đó do cộng kết quả với nhau. Có nghĩa là mình sẽ lấy 4 cộng 3 giờ nhân cho 5, thì mình cũng có thể lấy 4 nhân cho 5 giờ cộng cho 3 nhân 5 cũng được. Đúng không? Như vậy là khi nhân một tổng với một số thì ta có thể nhân từng số hạng, nhân từng số hạng với cái số đó, sau đó cộng kết quả với nhau. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ lấy ví dụ minh họa cho câu B nha. Ví dụ minh họa. Giờ ví dụ như mình sẽ có biểu thức là 4 nhân cho 5 cộng 6. Đây là nhân một số của một tổng. Thì mình có thể lấy số hạng này nhân cho, mình sẽ lấy số hạng này nhân cho từng số hạng bên này. Đúng này. Thì ta có thể nhân số đó với từng số hạng trong tổng nha. Như vậy sẽ bằng 4 nhân cho 5 cộng cho 4 nhân 6. Đúng này. Xuống dòng bằng. Như vậy 4 nhân 5 bằng 20. 4 nhân 6 bằng 24. Xuống dòng bằng. Như vậy 20 cộng 24 sẽ bằng 44. Đúng này. Như vậy là khi nhân một số với một tổng thì ta có thể lấy số đó nhân với từng số hạng và cộng kết quả nghe cũng được. Đúng giờ mình sẽ làm một cái ví dụ hai. Khi nhân một tổng với một số
Nhân một tổng với một số, ví dụ như là 18. 18 cộng 6 tất cả nhân cho 2. Được này. Như ở đây mình sẽ có nhân một tổng với một số thì mình lấy từng số hạng nè. Nhân cho số đó vào cộng kết quả của nhà, đúng không? Mình sẽ lấy từng số hạng bên đây, nhân cho số này vào cộng lại nha. Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó. Có nghĩa mình sẽ lấy 18 nhân cho 2 cộng cho 6 nhân 2 nha. 18 nhân 2 cộng cho 6 nhân 2 xuống dòng 3. Như là trong biểu thức có hai phép nhân thì mình thực hiện hai phép nhân trước, mình sẽ thực hiện phép cộng sau nhé. 18 nhân 2 mình sẽ tính giảm 2 nhân 8 16 với 6 nhân 1. 2 nhân 1 bằng 2 khi 1 nhớ là 3, 36. Giờ 6 nhân 2 bằng 12. 36 cộng 12 bằng bao nhiêu mình sẽ tính. Tiếp. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 6 cộng 2 bằng 8. Hàng chục 3 cộng 1 là 4, kết quả là 48. Được này. Như vậy mình xong câu B, mình sẽ đến câu C. Khi nhân một tổng cho một số thì mình sẽ lấy từng số hạng của tổng nhân cho số đó vào cộng kết quả là nha. Mình sẽ làm câu C. Giờ 32 nhân cho 200 cộng 3. Như vậy là 32 nhân cho 200 cộng 3. Mình sẽ viết lại cái đề chứ, sau đó mình sẽ làm. Nhưng mình sẽ áp dụng quy tắc là nhân một số vuông tổng khi mình lấy số đó nhân với từng số hạng giờ cộng kết quả với nhau. Nhưng mình sẽ lấy 32 nhân cho 200 cộng cho 32 nhân 3. Đúng này. Xuống dòng 3. Như vậy 32 nhân 200 thì mình sẽ lấy 32 nhân 200 giữ nguyên. Như mình sẽ lấy 2 nhân cho 2 là 4, 3 nhân 2 là 6, 64. 64 chậm. Có nghĩa là 6.400. Đúng rồi. Mình sẽ lấy 32 nhân 2 giờ thêm 2 số 0 nữa. 32 nhân 3 mình sẽ tính nhập được 3 nhân 2 là 6 với số 6, 3 nhân 3 là 9, 9 với 6. Xuống dòng 3. Như vậy 6.400 cộng 96 chính là 6.400, 96. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ làm phép tính bên đây. 125 cộng 9 tất cả nhân cho 8. Mình sẽ làm phía dưới nha. Mình sẽ viết là cái đề. Mở ngoặc 125 cộng cho 9 tất cả nhân cho 8 bằng. Như vậy đây là phép nhân một tổng cho một số thì mình lấy từng số hạng của tổng nhân cho số đó giờ cộng kết quả nha. Có nghĩa mình sẽ lấy 125 nhân cho 8 cộng cho 9 nhân cho 8. Đúng rồi. Xuống dòng 3. Giờ 125 nhân 8 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhập nha. 8 nhân 5 là 40 với 0 nhân 4. 8 nhân 2 là 16 thêm 4 là 20 với 0 nhân 2. 8 nhân 1 là 8 thêm 2 là 10 với số 10. Kết quả là 1.000. Giờ 9 nhân 8 là 72. Xuống dòng 3. Như 1.000 cộng bộ 72 chính là 1.072. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 kem thì bài, cái xong hết video thì biết kem thì bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ làm tương tự như câu số 1. Như vậy câu A mình sẽ tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Giờ mình sẽ làm như sau, bài lại. Mình sẽ làm câu A chứ. Như trước mình sẽ tính giá trị 6 nhân cho 7 trừ 5. Mình sẽ viết là cái đề chứ, 6 nhân cho 7 trừ 5. Như vậy trong biểu thức có dấu ngoặc mình sẽ tính dấu ngoặc trước nha. Số 6 giống nhau viết lại, 7 trừ 5 sẽ bằng 2. Đúng rồi. Giờ xuống dòng bài. 6 nhân 2 sẽ bằng
12. Giờ bây giờ mình sẽ tính bên đây 6 nhân 7 trừ cho 6 nhân 5. 6 nhân 7 trừ cho 6 nhân 5. Trong biểu thức mình thấy là có phép nhân phép trừ thì mình thực hiện hai phép nhân trước, mình thực hiện phép trừ sau nhé. Như vậy 6 nhân 7 là 42, dấu trừ viết lại. 6 nhân 5 là 30. Giờ xuống dòng này. Như vậy 42 trừ 30, 40 trừ 30 còn 10. 10 cộng 2 sẽ là 12. Mình thấy là vế trái bằng 12, vế phải cũng bằng 12, như là hai vế bằng nhau. Có nghĩa là 6 nhân cho 7 trừ 5 sẽ bằng 6 nhân 7 trừ cho 6 nhân 5. Như vậy mình kết luận là vậy. 6 nhân cho 7 trừ 5 sẽ bằng 6 nhân 7 trừ cho 6 nhân 5. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ đến câu B. Câu B thì mình sẽ thảo luận nội dung sau và lấy ví dụ minh họa. Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ do trừ kết quả, do trừ hai kết quả với nhau. Như vậy khi nhân một số một hiệu, ta sẽ lấy số đó nhân với số bị trừ và số trừ, sau đó trừ cả hai kết quả với nhau. Như mình sẽ quan sát ở đây. Đây, khi nhân một số một hiệu thì ta lấy số đó nhân cho số bị trừ và nhân cho số trừ, sau đó mình sẽ trừ hai kết quả này với nhau. Đúng không? Như vậy các em nhớ là khi nhân một số với một hiệu, ta lấy số đó nhân với số bị trừ và số trừ, sau đó mình sẽ lấy hai kết quả này trừ nhau. Tiếp theo là khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ của số đó do trừ hai kết quả của nhau, có nghĩa mình sẽ nhân ngược lại. Mình sẽ lấy cái 7 trừ 5 thì mình sẽ nhân cho 6. Khi nhân một hiệu cho một số thì mình sẽ lấy số bị trừ nhân cho số đó và số trừ nhân cho số đó, sau đó lấy trừ hai kết quả của nhau. Đúng không? Như vậy là các em nhớ là khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ của số đó do trừ hai kết quả của nhau nha. Bây giờ mình sẽ làm lấy ví dụ minh họa cho câu B. Ví dụ minh họa như sau. Giờ ví dụ như 6 nhân cho 18 trừ 4 chẳng hạn. Như vậy đây là nhân một số cho một hiệu thì mình lấy số đó nhân cho số bị trừ và nhân cho số trừ, sau đó lấy hai kết quả trừ nhau. Có nghĩa mình sẽ lấy 6 nhân cho 18 trừ cho 6 nhân 4. Được nè, xuống dòng bạn. Giờ 6 nhân 18 bằng bao nhiêu, mình sẽ nhập vô này được. 6 nhân 8 là 48, viết 8 nhớ 4. 6 nhân 1 là 6 thêm 4 là 10, viết số 10. Trừ, dấu trừ viết lại, 6 nhân 4 là 24. Đúng rồi, xuống dòng bạn. Giờ 108 trừ 24 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhập. Mình sẽ lấy hạng đơn vị trừ hạng đơn vị. 8 trừ 4 được 4. Hàng chục, mình thấy là 0 trừ 2 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 2. 10 trừ 2 được 8, kết quả là 84. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ làm một ví dụ nữa. Mình lấy một cái hiệu trừ cho một số. Giờ ví dụ như mình sẽ có một hiệu là 16 trừ 6 nhân 5 chẳng hạn. Đúng không? Đây là một hiệu nhân cho một số, mình lấy số bị trừ nhân cho số đó, số trừ nhân số đó do trừ hai kết quả lại. Có nghĩa mình sẽ lấy 16 nhân 5 trừ cho 6 nhân 5. Đúng này. Xuống dòng bạn. Giờ 16 nhân 5 bằng bao nhiêu, mình tính nhẩm nha. 5 nhân 6 bằng 30, biết không nhớ 3. 5 nhân 1 là 5 thêm 3 là 8, 80. Giờ 6 nhân 5 là 30. 80 trừ 30.
80 chia 30 thì mình thấy là 8 chia 3 được 5, như kết quả là 50. Như giờ mình xong câu B, mình sẽ đến câu C. Được nè. Khi nhân một hiệu cho một số, mình lấy số bị trừ nhân số đó. Giờ số trừ nhân số đó hay là trừ nhỉ? Giờ tiếp theo mình sẽ tính câu C, 28 nhân cho 10 trừ 1. Như vậy là nhân một số nhân cho một hiệu thì mình lấy số đó nhân cho số bị trừ. Trừ cho số đó nhân cho số trừ. Xuống dòng này. 28 nhân 10 sẽ là bằng 280, là 280. 28 nhân 1 là 28. Xuống dòng này. 280 trừ 28 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hai đơn vị trừ hai đơn vị, 0 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 8 được 2, viết 2 nhân 1. 2 này khi 1 nhớ là 3, 8 trừ 3 được 5, viết số 5. Số 2 hàng trăm viết lại. Kết quả là 252. Giờ tiếp theo sẽ là 100 trừ 1 nhân 36. Ở đây mình sẽ làm kế bên. 100 trừ 1 nhân cho 36. Giờ như mình đây là nhân một hiệu cho một số thì mình lấy số bị trừ nhân số đó, trừ cho số trừ nhân số đó. Mình sẽ lấy 100 nhân 36 trừ cho 1 nhân 36. Xuống dòng nào. Giờ 100 nhân 36 có nghĩa là 36 nhân 100 thì là 3600. Một số nhân 100 các em lấy số biết lỡ số đó và phim hai số 0 là được. 3600. Giờ 1 nhân 36 thì bằng 36. Xuống dòng. Giờ 3600 trừ 36 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hai đơn vị trừ hai đơn vị, 0 trừ 6 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 6 được 4, viết 4 nhân 1. 3 này khi 1 nhớ là 4, 0 trừ 4 không được, mình sẽ lấy 14. 10 trừ 4 được 6, 6 nhớ 1. Giờ 6 này trừ 1 cơ nhớ còn 5. Số 3 viết lại. Kết quả là 3564. Giờ như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kênh hiệu bài, cái xong hết video hãy biết kênh hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 thì người ta kêu mình tính bằng hai cách. Giờ mình sẽ làm câu số 3. Câu A trước nhé. Như vậy là 93 nhân 8 cộng 93 nhân 2, mình sẽ làm hai cách. Như trước mình sẽ làm cách 1. Nhưng mình sẽ viết là cái đề 93 nhân 8 cộng 93 nhân 2. Cách 1 mình sẽ tính bình thường, có mình sẽ thực hiện hai phép nhân trước, giờ thực hiện phép cộng sau. Đúng này. Giờ như là trong biểu thức có hai phép nhân và phép cộng thì mình thực hiện hai phép nhân trước. Đúng này. 93 nhân 8 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm. 8 nhân 3 là 24, viết 4 nhớ 2. Giờ 8 nhân 9 72, thêm 2 là 74, viết số 74. Kết quả là 744. Giờ 93 nhân 2 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn. 3 nhân 2 nhân 3 là 6, viết số 6. 2 nhân 9 là 18, viết số 18. Được nè. Giờ xuống dòng. Giờ 744 cộng 186 mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hai đơn vị cộng hai đơn vị, 4 cộng 6 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng chục 4 cộng 8 12, khi 1 nhớ là 13, viết 3 nhớ 1. Hàng trăm 7 cộng 1 là 8, khi 1 nhớ là 9, 930. Được này. Giờ mình sẽ làm cách 2 luôn. Giờ trước hết mình cũng phải viết là cái đề này chứ. Đúng không?
Và cách hai thì mình thấy là 93 dấu ngang, 93 dấu ngang dấu ngang, mình sẽ giúp 93 ra làm những từ chung. Đúng rồi. Giờ giúp 93 dấu ngang ở đây còn là số 8 cộng 2. Đúng rồi, xuống dòng bảng. Như vậy mình sẽ lấy 93 dấu ngang viết lại. 8 cộng 2 là 10. Đúng rồi. 93 nhân 10 sẽ bằng 930. Đúng này. Như vậy là đây là mình thấy là khi nhân một số với một tổng thì mình có thể lấy sau đó nhân với từng số hạng vô cộng kết quả cũng nha, hoặc là các em biết ngược lại. Đúng này, mình thấy là có gì giống nhau giúp gia làm những từ chung này. Còn là 8 cộng 2. Câu B mình sẽ làm tương tự nha. Cách 1 chứ. Mình sẽ viết là cái đề 36 nhân 9 cộng cho 64 nhân 9 bằng. Giờ trong biểu thức có hai phép nhân và phép cộng, mình sẽ thực hiện hai phép nhân trước. 36 nhân 9 bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn. 9 nhân 6 là 54, viết 4 như 5. 9 nhân 3 là 27, thêm 5 là 32, viết số 32. Dấu cộng viết lại. Giờ 64 nhân 9 mình sẽ tính nhẩm luôn. 9 nhân 4 là 36, viết 6 như 3. 9 nhân 6 là 54, thêm 3 là 57, viết số 57. Giờ xuống dòng này. Giờ mình sẽ tính nhẩm chỗ này luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 4 cộng 6 là 10, viết 0 nhân 1. Hàng chục 2 cộng 7 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 nhân 1 tiếp. 3 cộng 5 bằng 8, khi 1 nhớ là 9, 9 chắc. Giờ mình sẽ làm cách 2. Giờ cách 2 mình cũng biết là cái đề chứ. Bây giờ mình thấy có gì giống nhau thì mình sẽ giúp gia làm nhân tử chung. 36 giống nhân. Đây là nhân chính giống nhau. Mình sẽ giúp nhân chính gia làm nhân tử chung nha. Như vậy là giúp nhân chính ra bên ngoài, còn lại là 36 cộng 64. Nhân chính mình sẽ giúp ra bên ngoài. Đúng này. Xuống dòng bằng. Như vậy 36 cộng 64 thì bằng 100. Đúng không? 6 cộng 4 là 10, viết 0 với 1. 3 cộng 6 là 9, khi 1 nhớ là 10, như là 100. 100 nhân 9 thì bằng 900. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ đến câu C. Mình sẽ viết là cái đề chữ nhé. Cách 1. 57 nhân cho 8 trừ 57 nhân cho 7. Giờ cách thứ nhất thì các em sẽ thực hiện hai phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau nha. Giờ mình sẽ lấy 8 nhân 7 là 56, viết 6 như nào. 8 nhân cho 5 là 40. 40 thêm 5 là 45. Dấu trừ viết lại. Giờ 57 nhân 7 mình cũng tính nhẩm luôn. 7 nhân 7 49, viết 9 nhớ 4. 7 nhân 5 là 35, thêm 4 là 39, viết số 39. Xuống dòng bằng. Giờ 456 trừ 399 mình sẽ tính nhẩm luôn. 6 trừ 9 không được, mình sẽ 16 trừ 9 được 7, viết 7 nhớ 1. Giờ tiếp theo sẽ là 9 này, khi 1 nhớ là 10. 5 trừ 10 không được, mình sẽ lấy 15 trừ 10 được 5, viết 5 nhớ 1. Giờ 3 này khi 1 mới nhớ là 4, 4 trừ 4 bằng 0, như kết quả là 57. Mình sẽ làm cách 2 luôn. Giờ viết là cái đề chứ. Như là chưa, mình thấy là có gì giống nhau. 57 dấu nhân, 57 dấu nhân. Vì mình sẽ giúp 57 dấu nhân ra bên ngoài làm nhân tử chung. Ở đây giúp 57 dấu nhân còn số 8, còn dấu trừ còn số 7, 8 trừ 7. Xuống dòng này. 57 dấu nhân viết lại. Giờ 8 trừ 7 được 1, đúng rồi. 57 nhân 1 thì bằng 57 mà không, đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha.
Câu số 3 kem hiệu bài, câu sau bấm khích video hãy biết kem hiệu bài. Giờ cuối cùng thì mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4, bạn Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường theo hai cách dưới đây. Cách 1 là 5 cộng 3 nhân 10, cách 2 là 4 cộng 6 nhân 8. Mình thấy là 5 cộng 3 nhân 10, 5 cộng 3 là 8, 8 nhân 10 là 80. Cách thứ hai thì 4 cộng 6 là 10, 10 nhân 8 cũng bằng 80. Dù là cách 1 hay cách 2 đều là giống nhau thôi, đều kết quả là 80 viên gạch trong này. Như vậy là các em hãy thảo luận về hai cách tính trên. Giờ như vậy là phần này thì các em sẽ thảo luận với bạn như sau nha. Như là xem cách 1 thì bạn đó sẽ tính như thế nào? Mình thấy là 5 cộng 3. Mình thấy là một cột như vậy có 5 cái viên gạch màu cam và 3 viên gạch màu xanh, như lại là 5 cộng 3. Mình thấy là 10 cột như vậy là 5 cộng 3 tất cả nhân cho 1. Cách thứ hai thì mình thấy đếm theo hàng ngang. Từ đây đến đây là 4, từ đây đến là 6, 4 cộng 6 mà 10 dòng như vậy. Mà 8 dòng như vậy thì mình sẽ lấy 4 cộng 6 tất cả nhân cho ta. Đúng không? Như vậy câu số 4 các em sẽ khảo lần của bạn của mình như sau. Như vậy các em thảo luận như sau, hai cách tính của bạn Minh đều đúng. Đúng nè. Cách thứ nhất thì bạn Minh đếm cho một cột có 5 viên gạch màu cam, 3 viên gạch màu xanh và có tất cả 10 cột như vậy. Nên mình sẽ có biểu thức là 5 cộng 3 tất cả nhân 10. Đúng nè. Cách thứ hai thì bạn Minh đếm mỗi hàng có 4 viên gạch và 6 viên gạch, có tất cả 8 hàng như vậy thì sẽ có biểu thức là 4 cộng 6 tất cả nhân cho ta. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 4, câu số 4 kèm hiện bài, cái xong khúc video thì kèm hiện bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hình dạng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt kiếm nhé.